bỏ con theo trai. Ngày xưa, dưới chân núi có một gia đình nhỏ. Người mẹ quá một mình nuôi ba đứa con. Hằng ngày, người mẹ phải vào rừng kiếm củi, đào măng mang ra chợ bán lấy tiền mưu sinh. Trông nàng mong manh yếu đuối thế kia mà sao phải vất vả mưu sinh đến vậy? Chồng nàng đâu mà không giúp nàng? Chồng tôi mất đã mấy năm, một mình tôi phải vất vả làm ăn để nuôi ba đứa con nhỏ. Tội nghiệp cho nàng quá. Nàng xinh đẹp nhường kia mà vất vả quá. Cầm lấy mấy đồng bạc này để trang trải cuộc sống đi. Ta rất thương nàng. Nếu nàng theo ta không còn phải khổ cực thế này nữa, ta sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy trong nhung lụa. Các con của nàng ta sẽ chăm sóc và đối xử với chúng thật tốt, coi chúng như con của ta vậy. Từ ngày có chồng mới, người mẹ bắt đầu thay đổi, không còn để ý chăm sóc các con như xưa, mà tối ngày say sưa cùng chồng trong những cuộc vui. Nàng nhanh lên. Vâng, em xong rồi đây. Em đói quá. Chị cũng đói, để chị tìm xem còn gì ăn không. À, hay là mẹ để thức ăn trên đây. Thôi chết, vỡ mất bát rồi. Gì thế này? Chúng mày ở nhà làm gì mà lại để đổ vỡ hết thế này hả? Có biết đấy là cái bát quý ta mua tận trên kinh thành về không? Con, dạ con xin lỗi. Tao thật không thể chịu được chúng mày nữa rồi. Đã ăn hại lại còn phá phách. Tao không thể sống cùng lũ vô tích sự này thêm một ngày nào nữa. Nếu chúng còn ở đây thì tôi sẽ đi mang theo tất cả những tài sản của cải. Đấy, tại chúng mày cả đấy. Mình xin bớt nóng giận để em nghĩ cách. Vậy là người mẹ đưa ba đứa trẻ của mình lên đường. Họ đi mãi, đi mãi, cuối cùng tới một cái hồ nước lớn. Xung quanh cỏ mọc tùm. Các con à, lúa đã gieo xong, giờ các con hãy nhớ canh chừng, không được đi đâu xa nghe chưa. Bao giờ lúa trổ bông thì mới được về nhà. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chờ chúng con với mẹ ơi. Các em ơi, chỗ này chị thấy quen quen. Qua dãy núi này là chúng ta về được đến nhà rồi. Thích quá, thích quá. Mẹ ơi, mẹ, chúng con đã về rồi đây. Hả? Thôi chết. Tí nữa anh ấy về mà nhìn thấy bọn trẻ, không chừng lại bỏ đi luôn. Đúng là lũ lười biếng đáng đánh đòn. Đã dặn là khi nào thu hoạch lúa xong thì mới được về cơ mà. Đi mau, nhanh lên. À, chị ơi, chị có sao không? Đi mau, trước khi ông ấy quay trở lại. Giờ đây anh ấy mới là quan trọng nhất. Chị sẽ đi bắt tôm, bắt cá cho các em ăn. Các em yên tâm, không bị đói nữa đâu. Hết tôm cá thì chúng ta ăn cua, ăn ốc. Ăn đi nè, hết tôm cua ốc, chị sẽ học trèo cây. Có thích ăn quả trên kia không? Em chỉ muốn mẹ thôi. Em nhớ mẹ, em muốn về nhà. Mẹ ơi, mẹ mãi chẳng đến, lúa cũng chẳng mọc thành cây. Bao giờ chúng ta mới được gặp mẹ đây? Mình định làm gì thế? Đi khỏi đây. Mà đi đâu chứ? Chờ em với. Cô hãy quên chàng đi thì tốt hơn. Từ giờ chàng là của tôi rồi. Không thể nào. Mình đừng có bỏ em mà. Tránh ra, đồ đàn bà bỉ ổi. Đến con cô còn bỏ rơi chúng được thì có tư cách gì nói ta chứ? Mẹ ơi, mẹ, chúng con nhớ mẹ lắm. Các con ơi, mẹ có tội với các con. Các con ơi, Các con đâu rồi? Chỉ vì mẹ ngu dại mà đày ải các con, dứt đi khúc ruột của mình. Các con ở đâu, hãy về đây với mẹ.
Những đứa trẻ đã chờ mẹ quá lâu trong rừng, thức ăn không còn, cái lạnh của băng giá đã khiến chúng ngã gục ở một gốc cây cổ thụ, và rồi chúng đã hóa thành một loài chim. Người đời sau đặt tên loài chim ấy là côn lộc. Loài chim nhỏ nhắn thường sống ven sông, hồ. Đêm đêm, chúng vẫn kêu lên những tiếng thảm thiết, bi ai, như nỗi nhớ cháy lòng của những đứa trẻ nhỏ nhớ mẹ da diết mà lại không thể gặp mẹ. Mái tóc giả. Mời chị và cháu vào xem hàng. Hôm nay có hàng mới về đấy ạ. Wow, nhiều đồ đẹp quá. Nhiều váy đẹp quá mẹ ơi. Ừ, con lựa lấy một bộ ưng nhất đi con. Cha, cháu nhà chị có mái tóc dài đẹp quá. Vâng, cháu nó cũng yêu quý mái tóc ấy lắm. Chẳng chịu cho cắt bao giờ đâu. Mẹ, con thích chiếc váy này. Ừ, chiếc này hợp cho con diễn văn nghệ đấy. Dạ, mời chị và cháu vào xem hàng. Con hãy chọn một món đồ nào con thích nhất đi. Mẹ sẽ mua làm quà sinh nhật cho con. Dạ. Con còn muốn mua gì nữa? Dạ, để con ngắm đã. Ôi, tớ xin lỗi. Đi lại phải nhìn chứ. Xin lỗi, tại tớ mãi xem hàng. Trả đi, của tớ chứ. Không, tớ lấy trước. Không, không, không. Cậu nhường tớ đi. Tớ rất thích chiếc kẹp này. Không, tớ cũng thích. Không, 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 không. Á. Ôi. Thì ra là tóc giả. Tưởng thế nào, đầu trọc thì mua kẹp tóc làm gì? Có đeo cái kẹp này lên tóc giả thì cũng chẳng đẹp gì đâu. Tớ kìa con. Mẹ ơi. Mẹ ơi, bạn kia không có tóc mà cũng tranh mua kẹp tóc với con. Kìa con, không được nói như thế. Chị à, cháu à, cho tôi xin lỗi. Con tôi vô ý quá. Thôi được rồi con, mẹ sẽ mua cho con món quà sinh nhật ở cửa hàng khác. Ta đi thôi. Ừ, chị và cháu khoan đi đã. Đợi tôi một chút ạ. Kìa con không thấy gì sao? Thấy gì ạ mẹ? Bạn ấy không có tóc, lại phải đeo tóc giả nữa. Nghĩa là bạn ấy... Bạn ấy làm sao ạ? Nghĩa là bạn ấy đang có bệnh trong người. Có thể bệnh rất nặng. Phải giành giật sự sống từng ngày đấy con à. Thật vậy sao mẹ? Con không biết. Mà hình như hôm nay lại còn là ngày sinh nhật của bạn ấy nữa. Tớ thành thật xin lỗi cậu. Vừa rồi tớ đã nói lời không phải với cậu. Tớ nhường cho cậu đấy. Kìa con. Dạ, con nhường cho bạn ấy mà. Hôm nay là ngày sinh nhật của bạn ấy. À, cho tớ tặng cậu chiếc kẹp tóc này nhân sinh nhật cậu nhé. Cháu cứ nhận đi, bạn tặng cháu mà. Bác và bạn đã nói vậy, con nhận đi. Tớ cảm ơn cậu, cháu cảm ơn bác. Happy birthday cậu nhé. Cháu nhà mình ngoan quá, cách dạy cháu của chị làm em nể lắm. Trẻ con mà chị, phải uống nắng, dạy bảo các cháu từ nhỏ mới được. Thôi đến giờ chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn và tạm biệt chị và cháu nhé. Cháu cảm ơn bác, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Cháu đi ạ. Không có gì đâu, chúc cậu luôn khỏe. À, cậu cho tớ xin địa chỉ, để chúng mình thường xuyên liên lạc nhé. Ừ, cũng được. Đang ăn tiền mà. Mệt quá. Sao lại hết nước đúng lúc đang đói khát? Mệt mỏi thế này chứ. Hy vọng phía trước có chỗ nào dừng chân nghỉ ngơi vậy.
mệt, mệt quá, khát quá. Anh gì ơi, anh có thể cho tôi xin một ngụm nước được không? Tôi khát khô cả cổ mà hết nước rồi. Thật xui xẻo cho anh, tôi vừa uống hết ngụm cuối cùng rồi. Trời ơi! Nhưng mà không sao, anh chỉ cần cố đi một đoạn nữa thôi. Phía trước có một quán nước ven đường rồi. Ồ, thật ư? Đúng vậy, còn không xa nữa đâu. Anh cố đi đến đó mà nghỉ ngơi. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Đỡ khác rồi, nhưng giá có cái gì ăn nữa thì tốt. Bụng mình đói quá, mà quán này chẳng bán gì, xung quanh cũng chẳng có hàng nào nữa. Chủ quán ơi, cho xin chén nước với. Vâng, nước của anh đây. Anh đi đâu đấy? Tôi xin, tôi ra chợ bán hàng anh ạ. À? Bán hàng? Bán hàng gì thế nhỉ? Quả gì lạ thế? Lại đỏ tươi, căng mọng. Chắc là ngon lắm. Đang lúc đói, may quá. Ê, này anh mang chỗ quả này ra chợ bán hả? Có thể bán cho tôi một ít được không? Ồ, tất nhiên rồi. Anh mua bao nhiêu? Tôi mua đầy túi này. Ồ, nhiều vậy ư? Đây, tôi trả tiền anh. Vâng, cảm ơn. Chào anh, tôi phải đi tiếp đây. Trời ơi, sao lại cay thế này? Này anh, sao lại ăn ớt thế? Hả? Đây là ớt ư? Ừ, sao nó to thế? Vì nó là loại ớt giống mới, tôi tưởng anh biết nên mua nó chứ. Tôi lại nghĩ là một loại quả rất là ngon. Tội nghiệp, thế là anh mua phí chỗ ớt này rồi. Ừ, phí là phí thế nào ạ? Hả? Anh bị sao vậy? Biết là ớt rồi còn ăn là sao? Phải ăn chứ. Mà ớt cũng là tiền tôi bỏ ra. Tôi ăn ớt thì cũng là tôi đang ăn tiền của mình thôi. Tuyệt đối không thể bỏ tiền đi được. Anh ta thật ngốc nghếch và ngoan cố. Liệu trong cuộc sống này còn biết bao người như anh ta nữa. Khi đầu tư công sức, tiền bạc vào một cái gì đó nhưng kết quả không như ý, thay vì thừa nhận sai lầm lại cứ cố chấp theo đuổi và kết quả sẽ chỉ nhận thiệt thòi về mình thôi. Cay quá, cay quá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.